vừa rồi là những thông tin liên quan đến giá vé máy bay và ở đường bộ thì việc tăng giá vé cũng đang được rất nhiều những chủ xe áp dụng À, dịp mùng 2 tháng 9 năm nay thì như chúng ta đã biết là một kỳ nghỉ kéo dài và sau những cái năm ảnh hưởng của đại dịch covid 19 chín à, đặc biệt là dịp mùng hai chín năm ngoái thì chúng ta cũng không có cơ hội để à, di chuyển đi nhiều nơi bởi vì cũng còn rất nhiều tỉnh thành giờ này năm ngoái cũng đang ở trong cái trạng thái là à, phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 chín năm nay là một năm mà mọi người có tâm lý xả hơi sẽ đi chơi nhiều hơn cùng với gia đình của mình nên à, nhu cầu đi lại của hành khách cũng được tăng dự báo là sẽ tăng đột biến à, khách từ Hồ Chí Minh đi các địa phương cũng được dự báo tăng cao. Các bến xe, ga tàu cũng đã lên phương án tăng cường thêm chuyến, nhất là đến các điểm du lịch. Đại diện bến xe miền Đông cho biết là trong 5 ngày từ 31 tháng 8 đến 4 tháng 9, dự báo khách đạt khoảng hơn 100.000 lượt, tăng hơn 200% so với ngày thường, lượng khách cao nhất ngày mùng 2 tháng 9 với hơn 29.000 lượt khách một ngày. Dự báo nếu có điều chỉnh về giá cước thì các tuyến đường từ bến xe miền Đông đi đến các tỉnh thành phố khu vực từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi đi đến các tỉnh thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng không được tăng quá 4% so với ngày thường áp dụng trong ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Bến xe miền Tây dự kiến trong ngày cao điểm là 1 tháng 9, lượt khách đạt trên 40.000 khách, xe đạt trên 1.500 xe. Như vậy so với bình quân ngày thường trước dịch Covid-19, xe tăng thêm 15%, khách tăng thêm 40%.